Chào các Khá là bạn, bốn đây đúng không? là những cái bánh cam rất là ngon này các bạn này. Và hôm nay thì mình sẽ quay một cái video clip hướng dẫn các bạn làm món bánh cam này nha. Và để làm được món bánh cam này thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình bột gạo nếp này và đậu xanh ấy. Nếu như các bạn muốn ăn thêm vừng thì các bạn sẽ lăn qua vừng và đường để chúng ta ngào đường để cho cái bánh nó có những cái miếng đường kết tinh như thế này, nó rất là đẹp và rất là ngon ấy. Và bây giờ thì mình cùng thực hiện các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một cái video clip về làm bánh bánh cam các bạn nha. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là 200g bột gạo nếp. Chỗ này là 80g đường các bạn nha. Và 150g đậu xanh. Đậu xanh khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ vò qua và các bạn ngâm cho mình 4 tiếng, sau đó thì mình sẽ đem đi hấp, hoặc là nếu không thì các bạn nấu luôn trực tiếp ở trên bếp cũng được. Thì các bạn khi mà các bạn nấu thì các bạn cho lửa cho cái nước nó xâm xấp cái mặt nồi thôi, thì mình nấu chín, và khi nào cái hạt đậu xanh nó trong hết, nó bở ra thì là được các bạn nhé. Và khi mà mình đun cái đậu xanh này thì các bạn đun nhỏ lửa cho mình để nó không bị cháy ấy. Và bây giờ thì mình sẽ nhào cái phần bột trước các bạn nhé. Để làm cái phần vỏ này thì các bạn sẽ cho mình một muỗng cà phê muối. Ở đây mình sử dụng muối tinh nhé. Các bạn sẽ cho mình một muỗng dầu ăn như thế này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho nước vào, và mình khi mà các bạn cho nước thì các bạn cho từ từ thôi nhé. Bởi vì là và các bạn sử dụng nước ấm ấy để chúng ta nhào bột thì bột nó sẽ dẻo và nó sẽ không bị khô. Mình cho nước từ từ vào thôi. Mình nhào cái phần bột này. Các bạn cứ cho nước từ từ nhá, để mình lượng xem cái là cái bột của mình ấy. Nếu không mình cho nhanh quá hoặc là mình cho nhiều quá thì nó sẽ bị nhão mất cái phần bột, thì chữa nó sẽ khó ấy. Khi các bạn thấy bột nó như thế này thì mình bắt đầu mình nhào bằng tay các bạn nha. Bột này phải nhào bằng tay thì nó mới dền bột. Thì mình cảm nhận được cái lực của mình ấy và cái bột xem là nó vừa không ấy. Nó vẫn hơi khô thì các bạn sẽ cho thêm nước vào nhé. Các bạn sẽ nhào cho mình thật là kỹ nhé, để cho cái phần bột của mình nó không bị đó, các bạn sẽ cứ nhào đến khi nào mà bột nó không còn dính tay nữa ấy, thì là được. Và cái bột làm bánh các bạn phải nhào để cho nó đủ độ ẩm ấy. Nếu như mà nó khô quá thì cái bánh của mình nó sẽ không ngon, nó sẽ bị khô. Sau khi các bạn vỗ vỗ mà các bạn thấy bột của mình nó không dính tay và nó đã đủ như thế này rồi thì các bạn sẽ để cho bột của chúng ta nghỉ từ 15 đến 20 phút nhé. Và cái thời gian mà mình để bột nghỉ thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái màng bọc thực phẩm để các bạn bọc lên trên để cho cái phần bột của mình nó đỡ bị khô. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm ấy để mình chờ bột nó nghỉ, cho bột nghỉ từ 15 đến 20 phút các bạn nha.
Cái phần đậu xanh khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ rửa sạch nhá. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào nồi để mình nấu. Nhưng mà các bạn sẽ cho xâm xấp nước thôi các bạn nhá, để cho cái phần đậu xanh của mình nó không bị nhão và nó bở ấy. Còn nếu như các bạn muốn hấp thì các bạn sẽ phải ngâm trước 4 tiếng các bạn nhé. Thì cái phần đậu xanh của mình nó mới chín như được. Và ở đây thì mình đã nấu để xâm xấp nước. Và lát nữa thì mình sẽ làm nha. Các bạn sẽ kiểm tra cái phần đậu xanh nhé. Các bạn đun khi nào mà nó các bạn thấy cạn cạn nước như thế này, các bạn cho nhỏ lửa đi một chút. Sau khi mà các bạn hấp thì các bạn sẽ kiểm tra xem là cái hạt đậu xanh của mình nó đã nở chưa nhé. Thì ở đây cái hạt đậu xanh của mình các bạn nhìn thấy nó không còn nhân ở bên trong là nó đã chín rồi. Hoặc là các bạn có thể dùng tay các bạn bóp trực tiếp như mình thế này này, mà các cái hạt đậu xanh nó nát ra được như thế này thì mình sẽ tắt bếp các bạn nhé. Và khi mà các bạn nấu với lửa nhỏ thì mình sẽ chú ý là mình nấu nhỏ nhỏ thôi, không là nó sẽ cháy mất cái phần đậu xanh. Các bạn sẽ cho ra một cái tô và mình sẽ lấy một cái thìa ấy để mình dằm, hoặc là các bạn cũng có thể chờ nó nguội một chút, sau đó các bạn sẽ dùng máy xay sinh tố để mình xay ấy. Nhưng mà ở đây mình làm luôn thế này tại vì nó ít ấy, nó không nhiều, thì mình dằm luôn như thế này nó rất là dễ, tại vì cái đậu xanh của mình nó đã bở ra rồi. Bây giờ để cho cái phần nhân này nó sánh hơn các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình hai cái muỗng bột nếp nhé. Hai muỗng bột nếp để các bạn dùng, các bạn hòa với nước. Các bạn sẽ hòa cho mình hai cái muỗng này nước. Mình chỉ cho một chút xíu nước thôi. Hai muỗng. Các bạn hòa để cho cái nước này nó tan ra các bạn nhé. Và để làm cái nhân này nó keo lại, nó sệt sệt lại thì các bạn cho dùng hai cái muỗng cà phê như mình này. Bây giờ các bạn sẽ cho 1/2 cái ống vani này vào trong cái nhân này để cho cái nhân bánh của mình nó thơm hơn các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ cho thêm 1,5 muỗng. Các bạn trộn đều lên nhé để cho cái vani và cái đường nó vào cái đậu xanh này. Để lát nữa khi mà mình đun, mình xên ấy thì nó sẽ tan và nó không bị món cục ấy. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần đậu này vào bếp để mình nấu nhé. Các bạn sẽ cho mình 1 muỗng dầu ăn nha. Sau đó thì thêm một chút nước vào. 2 muỗng nước thôi. Sau đó thì các bạn sẽ bật bếp lên để mình xên các bạn nhé. Các bạn sẽ xên đến khi mà cái đậu xanh này nó keo lại các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột vào nha. Khi mà các bạn cho cái bột này vào thì nó sẽ keo lại cái phần này và nó sánh lại ấy. Thì khi mà mình nặn cái nhân thì nó sẽ dễ hơn các bạn. Khi mà nó khô khô như thế này thì các bạn sẽ xên thêm cho mình một lúc nữa nhé, để cho nó bốc hết cái phần hơi nước đi ấy. Nó khô thêm thì mình nặn nó dễ hơn và nó không bị nhã cái phần nhân các bạn ạ. Khi các bạn thấy cái nhân đậu xanh này nó bốc hết hơi nước và nó keo lại như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp nhé. Và các bạn sẽ để nguội một chút thì sau đó thì mình mới nặn các bạn nha. Nếu không là sẽ bị bỏng ấy. Bây giờ các bạn sẽ vo cái nhân nhé. Thì các bạn khi mà nó nguội rồi ấy, thì mình sẽ vo nhân và các bạn sử dụng cái thìa cà phê nhỏ nhỏ thôi ấy. Thì mình vo nhân thì cái nhân của mình nó vừa.
Sau khi mà các bạn để bột nghỉ trong vòng 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ ra để mình nặn bánh các bạn nhé. Và cái phần nhân này thì mình đã vo viên ra đây rồi và bây giờ thì mình cùng làm nha. Bây giờ thì mình sẽ chia bánh ra để mình làm các bạn nhé. Để làm cái bánh cam này thì các bạn chuẩn bị cho mình cả vừng trắng nữa. Nhưng mà hôm nay mình đi ra ngoài chợ mình không có mua được vừng trắng để mình lăn ấy. Cho nên là mình sẽ làm cái bánh cam chay các bạn nha. Sau đó thì các bạn sẽ vo thành các cái viên tròn để lát nữa mình cho nhân vào thôi. Bây giờ để nặn bánh này thì các bạn sẽ làm dẹt cái vỏ này nha. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần nhân vào và chúng ta sẽ gói. Và các bạn sẽ nặn thành các cái hình tròn cho mình nha. Cái phần nhân thì mình sẽ làm nó nhỏ nhỏ thôi, nó vừa ăn. Sau khi mà các bạn đã nặn xong cái bánh cam này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo dầu để chúng ta chiên bánh các bạn nhé. Sau khi các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo dầu sôi rồi ấy, thì các bạn sẽ cho cái phần bánh này vào để mình chiên các bạn nhé. Khi mà các bạn chiên cái bánh cam này thì các bạn lưu ý đó là chúng ta chiên ở lửa vừa nhé, để cho cái bánh của chúng ta nó không bị vỡ ra ấy các bạn. Nó nở rất là to tại vì mình làm bằng bột nếp các bạn. Cho nên là nó sẽ nở và nó sẽ phồng ra ấy. Thì các bạn sẽ cho cái lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Và để cái phần bánh cam của mình nó được ngon và được ngọt hơn thì lát nữa mình sẽ ngào với đường các bạn nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một chút đường, khoảng độ 100 đến 150 gram đường nha. Khi mà các bạn chiên không phải là để bán hàng ấy thì mình cho vừa dầu thôi, không là nó sẽ phí. Thì mình chỉ cần cho nó nhiều dầu một chút, nhiều hơn khi mà mình chiên nấu bình thường ấy. Còn không cần phải cho ngập cái bánh các bạn nha. Khi mà các bạn thấy bánh nó vàng chín như này thì các bạn sẽ gắp nó ra nhé, để mình chuẩn bị cái phần đường để mình ngào đường ấy. Khi mà các bạn chiên như thế này thì các bạn chiên nó vàng đều như thế này thôi nha. Hoặc là các bạn muốn ăn giòn hơn thì các bạn sẽ cho nó vàng giá hơn một chút nữa. Chị bảo thôi không làm. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình 100g đường như thế này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng nước để mình hòa. Các bạn sẽ hòa cho mình nước vào để cho cái đường này nó tan nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần đường này vào chảo. Và các bạn sẽ đun đến khi nào mà nó bốc gần hết hơi nước ấy các bạn. Thì là mình sẽ cho bánh vào để mình ngào. Khi mà lửa sôi như thế này thì các bạn cứ kệ nó nhé. Bởi vì nó đang bốc hết cái phần hơi nước ấy. Mình đang cần nó bốc nhanh cái phần hơi nước lên. Lát nữa khi mà nó bốc hết hơi nước thì các bạn sẽ chuyển nhiệt độ sang cái chế độ lửa nhỏ nhé. Khi các bạn thấy cái nồi nước đường của mình nó
không còn cái hơi nước bay lên nó ít và nó nhiều sủi nhiều bọt tăm như này thì các bạn sẽ cho bánh vào nhé. Các bạn sẽ chờ để cho cái bánh nó ngấm hết đường vào các bạn. Mình sẽ để các bạn sẽ trở qua trở lại như thế này để cái đường nó bám hết vào cái phần vỏ bánh. Thì lát nữa ăn bánh nó sẽ ngọt đều và nó sẽ ngon ấy. Nó sẽ cứng cái bánh của mình. Cái bánh cam này ăn rất là ngon các bạn. Và khi mà mình ngào đường như thế này thì cái lớp đường ở ngoài nó sẽ màu trắng, sẽ rất là đẹp. Chị mấy non à, các bạn ơi, khi mà các bạn thấy đường của chúng ta nó đang kết tinh như thế này rồi thì mình sẽ xên thêm một lúc nữa nhé để cho nó kết tinh hết ấy. Khi nào mà nó khô hết thì mình sẽ tắt bếp các bạn nha. Các bạn thấy không, cái đường kết tinh nó đang màu trắng như thế này, nó rất là đẹp và nó bám vào cái bánh của mình ấy. Thì khi mà ăn thì mình sẽ thấy cái bánh nó rất là ngọt, rất là ngon. Và khi mà có đường ở ngoài này thì cái vỏ bánh nó sẽ giòn hơn rất là nhiều các bạn. Các bạn sẽ chờ thường xuyên nhé để cho cái đường kết tinh nó bám đều vào cái bánh của chúng ta ấy. Sau khi các bạn thấy đường nó kết tinh hết và nó khô hết như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp các bạn nhé. Và mình sẽ gắp ra một cái đĩa. Đó, các bạn sẽ thấy là cái đường kết tinh ở ngoài cái bánh của chúng ta nó rất là đẹp. Nếu như các bạn muốn đường khô hơn thì mình sẽ đun thêm một chút nữa các bạn nhé. Nhưng ở đây thì mình đun như thế này thôi để cái đường kết tinh của mình nó màu trắng ấy. Thì nó sẽ ngon và nó sẽ đẹp hơn. Và đây là cái món bánh cam mình đã mới làm xong ấy các bạn. Nếu như các bạn muốn ăn thêm vừng nữa thì các bạn sẽ lăn qua cái vừng nhá. Nhưng ở đây thì bởi vì là mình đi chợ cho nên rồi mình cũng không mua được cái vừng trắng ấy, hôm nay ở cửa hàng nó hết cho nên là mình chỉ làm cái bánh cam không thôi, bánh cam không có vừng ấy. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món bánh cam này nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo.